Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 27 tháng 10, lễ Trần Phước Bartolomeo Vicenza, giám mục, sinh năm 1200, qua đời năm 1271, và tôi tớ Thiên Chúa Alexander ở Helis. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Trần Phước Bartolomeo Vicenza, giám mục, và tôi tớ Thiên Chúa Alexander ở Helis, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Trần Phước Bartolomeo Vicenza, giám mục. Ngài sinh tại Vicenza. Lúc 20 tuổi, ngài vào dòng Đa Minh. Sau khi thụ phong linh mục, ngài phục vụ trong nhiều chức vụ lãnh đạo. Ngài thành lập một quy luật quân đội để giữ an ninh dân sự ở các thành phố của nước Ý. Năm 1248, ngài được bổ nhiệm giám mục. Với nhiều người, việc bổ nhiệm như vậy là một vinh dự, góp phần vào sự thánh thiện và kỹ năng lãnh đạo. Nhưng với ngài, đó là một dạng đầy ải do một nhóm chống giáo hội thúc đẩy, chỉ muốn thấy ngài đi Cyprus. Tuy nhiên, không lâu sau, ngài được chuyển về Vicenza. Ngài làm việc cần mẫn, nhất là qua những gì ngài giảng dạy, để xây dựng giáo hội và củng cố lòng trung thành của mọi người đối với tòa thánh. Trong những năm làm giám mục ở Cyprus, ngài thân thiện với vua Louis thứ 9 của nước Pháp. Nhà vua đã trao cho ngài thánh tích mão gai của Chúa Giêsu. Ngài được phong thánh năm 1793. Tôi tớ Thiên Chúa Alexander ở Helis. Alexander là người gốc Anh, theo học tại một tu viện ở Helis. Khoảng năm 1210, ngài bắt đầu dạy thần học tại Đại học Paris, một học viện uyên bác và uy tín. Ngài nổi tiếng về sự thánh thiện cũng như ở sở học của ngài. Để sùng kính Đức Maria, ngài có lời hứa là sẽ không từ chối bất cứ ai nhân danh Đức Maria mà yêu cầu ngài. Một ngày kia, trong lần đi xin ăn, một tu sĩ Francisco đã nhân danh Đức Maria yêu cầu ngài gia nhập dòng Francisco. Thật bối rối, nhưng ngài đã giữ lời hứa và gia nhập dòng. Trong thời gian tu luyện, ngài bị cám dỗ bỏ nhà dòng. Nhưng trong một giấc mơ, ngài thấy Thánh Francisco vác thập giá thuyết phục ngài hãy kiên trì trong đời sống tu trì. Sau cùng, ngài không còn bị cám dỗ ấy nữa. Khi là một tu sĩ Francisco, Alexander tiếp tục dạy đại học. Ngài giúp thiết lập những nền tảng căn bản cho phái kinh viện cũng như việc dẫn giải, bảo vệ chân lý đức tin của phái này. Ngài được vinh dự với những tước hiệu tiến sĩ bất khả bác bẻ và thầy các tiến sĩ. Thánh Bonaventure và Thánh Thomas Aquinas là những người theo học với ngài. Có lần Thánh Thomas nói, chỉ có một thần học gia mà bạn cần vượt qua, đó là Alexander ở Helis. Thánh Alexander luôn luôn là một tu sĩ khiêm tốn. Việc sùng kính Đức Maria đã dẫn đưa ngài đến đời sống tu trì. Ngài chết với thánh danh Mẹ Maria vẫn còn trên môi.